thiên đàng dành cho anh, ông trời dẫn lối. Đi tới trước ông trời miệng anh nhả khói. Anh biết nơi này từng là khu anh sống. Tiên nữ đâu hết rồi, mau đưa anh vào trong. Địa ngục trần gian anh không thể ở. Từ chối xa tăng làm nó mắc cỡ. Không theo kẻ xấu lũ quỷ không tha thứ. Họ tống anh đi vì anh là vết nhơ. Anh đã chọn lên thiên đàng ngồi sofa. Gác cái chân lên cái bàn coi phim ma. Thế gian hỏi quy đi đâu lâu vậy. Thiên đàng thượng giới quy đang ở đây. Nếu mà muốn lên đây thì hãy quyết định. Cái xấu cái tốt do mình phân tính. Cuộc đời mỗi người mình là nhân vật chính. Thời gian là một cuộc hành trình. Được thấy thiên đàng nơi đây nguy nga, ngàn mây bay bay trắng ngà. Từ xa thiên thần cất vài lời ca, I'm living in your love, love, love. Let all the world fall down, stop waiting, just love, love. Anh sẽ cho cả thế giới thấy điều anh làm là được. Ba anh má anh đã nói, ông trời đã nhắn anh trước. Bên trái bên phải bên đúng bên sai, ngày sinh nhật trên tay, nó sẽ nhắc để anh nhớ rằng anh là ai nè. Ê, anh là người quyết định. Trong tất cả các bữa tiệc anh đều là nhân vật chính. Khi anh bước tới đem luồng gió mới, mọi người hét, mọi người thét, wow, quý tới chơi. Không cần phải đợi bởi anh không có thời gian. Đây là thời khắc ông trời sắp sửa ban nè. Anh lấy hết thế gian này là dành cho anh. Giây phút quyết định của anh là đây. Anh ở đây hay ngoài kia? Do em chọn. Anh ở đây hay ngoài kia? Do em chọn. Anh ở đây hay ngoài kia? Đó là do em chọn. Câu trả lời của em đó là trên thiên đàng. Được thấy thiên đàng nơi đây nguy nga, ngàn mây bay bay trắng ngà. Từ xa thiên thần cất vài lời. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng nè. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng nè. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng nè. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng nè. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng nè. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng nè. Lên thiên đàng, 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 lên thiên đàng.